Hi, chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Movie nha. Bữa hổm thì mới làm một cái game nó cao nhân phẩm như vậy rồi. Thật sự là cũng không có biết là hôm nay nó vào game nó cho mình cái nhân phẩm gì. Thật sự là bữa hổm mình chơi cái game đó mình còn không tin nữa mà. Thật sự là mình chưa tin luôn. Bạn nào mà chưa coi game Perfect Game của mình thì mình để link bên dưới nha. Ai muốn vào xem thì vào xem. Nhưng mà nhớ sốc lắm đó. Nhớ sốc ốc lắm ạ. Bây giờ mua Tut Champion đi, để Tut Ka Champion để nếu mà lấy được bộ Warrior sớm thì ngon. Nó đỡ cái giai đoạn đầu khỏi mất công phải sợ. Ok. Rau quái này nói chung là mấy rau này đầu này cũng không sao. Nhiều bạn nói nha, mình nói là sao phải tích 50 tiền. Có một số bạn comment vô là ông chơi vậy như vậy được, có nhiều ván đâu có tích tiền đâu. Ván nào không tích tiền được? Tại sao không tích tiền được? Tại sao không tích tiền được? Ván nào cũng tích tiền được hết. Thua cũng tích tiền được, thắng cũng tích tiền được. 50 tiền là cái mốc quan trọng. Còn mình không có nói với cái người mà chơi cái chiến thuật roi sớm nha. Cái chiến thuật roi sớm đó là bạn đọa nhân phẩm với người ta. Bạn roi sớm mà bạn không ra thì bạn toan. Còn tích tiền là sao? Nó giữ ở mức cái trung bình. Lúc sau bạn chỉ cần ghép đủ synergy là bạn có thể đép được rồi. Còn cái chiến thuật roi sớm á, mình không khuyến cáo nha. Bạn nào chưa có kinh nghiệm hoặc là theo kiểu mà nhân phẩm xấu quá thì làm ơn đừng. Flee. Thua lại khóc. Cho nên là thôi đừng. Đừng nha. Chơi chiến thuật roi sớm cực kỳ nguy hiểm luôn. Nếu mà bạn roi nó không ra đó thì bạn cứ nghĩ như này, người ta 50 tiền, bạn 30 tiền, mỗi rau người ta lãi 5 tiền, bạn lãi 3 tiền là mỗi rau bạn sẽ bị thụt hơn người ta 2 đồng. Chỉ cần 2 rau như vậy thôi là người ta có thể mua được một con tướng 4 tiền mà bạn không mua được bất cứ con nào cả. Là bạn hiểu cái lượng lực lượng nha. Một con tướng 4 tiền trong game này á, nói chung là chưa nâng cấp, không phải không có cái gì khác biệt đâu. Nhưng mà con tướng 4 tiền đó nó nâng lên 2 sao á là khác biệt dữ lắm nha. Mà nâng tiếng lên 2 sao thì đâu có gì, chỉ cần 3 con 4 tiền là 12 tiền. Chỉ cần 6 rau như vậy thôi là người ta có thể nâng một con 2 sao rồi. Thấy chưa? Mà một con 4 tiền nâng 2 sao là một gọi là một cái trên là sức mạnh vô cùng lớn luôn. Cho nên cái chiến thuật tích tiền rất là quan trọng. Còn bạn nào mà chưa biết tới cái chiến thuật lưu trick á, là cái chiến thuật mà chuỗi thua á, thì làm ơn coi lại cái video mình hướng dẫn rồi. Chứ đừng vô và làm vô comment thêm kiểu một cái câu cực kỳ là kiểu như mà khó hiểu là sao? Là tại ông hên thôi chứ ông mà thua thì làm sao ông tích tiền được? Thua thì sao không tích tiền được? Thua còn dễ tích tiền hơn thắng nữa. Thua còn dễ tích tiền hơn thắng nữa, chủ yếu là mình bán máu mình lấy tiền thôi. Chứ đâu có tự nhiên thấy thua quá cái bắt đầu rồi, sai lầm. Úp cấp sai lầm. Úp cấp bạn không có con nào bạn bỏ vào cho đủ synergy là nó không có cái tăng sức mạnh nhiều đâu. Nó không có đủ synergy, nó không tăng sức mạnh nhiều đâu. Bạn để tự nhiên bỏ để một con một sao vào vô ích. Thôi kệ, chấp nhận mất máu rau nữa. Lấy cái lưu trick để làm sao lấy 50 tiền sớm nhất có thể. Mình chỉ nói như vậy thôi. Còn bạn nào mà chưa biết chiến thuật lưu trick hay dưới win trick hay như thế nào á thì coi lại video đi. Tại vì lưu trick nó cũng cộng tiền như win trick mà, nó cộng y như vậy luôn. Thua 3 gián là cộng mỗi tiền mà là mỗi tiền 1 gián, thua 4 gián, 5 gián là được 2 tiền mỗi gián, thua 6 gián là được 3 tiền mỗi gián rồi, thấy chưa? Nó y như là thắng vậy đó, nhưng mà bạn thắng rất là khó, tại vì bạn phải đối đầu với 7 thằng không biết đội hình như thế nào. Thì bạn đối đầu với 7 thằng thì có thể là nó thua 1-2 thằng gì đó. Thì bạn khó giữ cái chuỗi win lắm. Nhưng mà cái chuỗi thua thì bạn rất là dễ giữ. Chỉ cần mà để không cần nâng cấp nó lên, để vô nó vậy là thua đó. Thua lên nó vẫn cộng tiền. Lên 50 tiền sớm rồi mình bắt đầu giữ mốc 50 tiền, roi nhẹ nhẹ, úp cấp. Rồi là mình bắt đầu nó cân bằng sức mạnh lại liền. Mình mua con mạng để lấy bộ rui để nâng cấp mấy con rui lên. Mà bộ rui này bây giờ mình không biết nha, như thế nào, nhưng mà mình để ý nha, những cái con mà giả thú á nó đang tăng sức mạnh lên cực kỳ nhiều luôn. Con rui 2 sao này nè, hồi máu kinh khủng luôn. Nếu mà mình được thì mình sẽ làm một bộ hồi máu cho bạn xem. Bộ hồi máu đó cực kỳ hay luôn, mà phải đi kết hợp với bộ God nữa là vô địch.
mình nếu mà mình làm bộ hồi máu thường thì bình thường quá nó không hồi máu nhiều đâu, nhưng mà làm bộ hồi máu với cộng với bộ gót, nghe nói là thấy lực lực dương rồi. Nhưng mà nhân phẩm phải cao á, chứ mà thấp thấp không có đâu. À, không có đâu. Ủa mà tính ra nãy giờ mình thắng vẫn còn 100 máu đó. Không lẽ lại một một game 100 máu nữa chăng? Nghe nghe thấy vô địch quá. nghe thấy điên quá. Làm một hai game 100 máu vậy chắc cần cần cần. Xong rồi mình làm những cái video á, xong rồi nói ê, bộ này mà gặp cái bộ này là mày thua, bộ này mày gặp Saman là mày thua, bộ này mày gặp thượng tướng hải quân mà là mày thua. Ủa trong game đây có thằng nào chơi không, trong game mà mình làm mà sao? Ủa ước được thì nói gì mua vé số đi, giống như ước là tao có con này, tụi nó trong game không có mình mới đi bộ như này. Mình phải bẻ lái theo cái tình hình ở trong cái game mình đang chơi, chứ không phải là bạn ước. Chắc gì bạn đã roi ra con đó để bạn khắc cái bộ của mình không? Chắc gì, đúng không? Chắc gì bạn đã lên đó con đó được 2 sao để gọi là khắc cái bộ của mình không? Làm gì? Giống như mình làm cái clip là chính Warrior. Ô, cái này mày gặp Enigma là mày chết. Enigma lại con Dark Spirit đó. Đúng rồi, Dark Spirit đó. Chắc gì đã có thằng roi ra Enigma. Mà roi Enigma rồi sao? Roi Enigma rồi tao tách đội hình ra, tao thêm con Storm Shaman vô rồi làm gì? Thấy không? Mỗi lần là phải bẻ lái theo cái chiến thuật, chứ không phải là kiểu giống như ước là được, ước thì mua vé số đi, chứ làm sao mà ước có cái kiểu đó như vậy được. Giống như là mày gặp bộ này tao lấy cầm cái bộ này đi vô một cái game khác là sai lầm, mình phải chơi theo từng chiến thuật từng game mà, hiểu không? À, nó hay là nó hay cái chỗ đó đó, mình phải gọi là thiên biến vạn hóa, hiểu không? Chơi cũng có nhiều người còn hay nữa. Round 27 rồi mày sao không up 7 đi? Ủa sao kỳ, sao mới up? Sao mới up 7 đây? Kỳ vậy? Muốn up gì nào up chứ, thuận tiện thì mình up thôi. Còn chưa thuận chưa tiện mình chưa up, chứ đừng có chơi theo công thức. Nhưng mà mình có bốn con giả thú rồi, bốn con súc sinh ở trong đây rồi là thấy ngon rồi. Nhưng mà mình có tới 2 con súc sinh 2 sao luôn nha. À, bốn con như này thì sẽ tăng một cái lượng đam rất là lớn nha, tăng lượng đam rất là lớn nha. Nếu mà con sói này mà mình lên được 2 sao thì chắc chắn là bộ này win win cao, khả năng win cao. Ê, sói 2 nè, đúng rồi. Ồ nghe hẹo rồi bạn ơi. Ồ không được rồi, thua rồi, nguy hiểm quá. Con sói nó bị biến, bị hack nữa mới dương mới tục chứ. Em ơi, mất zin rồi. Bị thằng này hiếp. Ô, thằng này là thằng còn 100 máu, thằng đầu bảng. À, nó hiếp mình rồi, chết rồi bạn ơi. Bây giờ nếu được mình nâng cấp để vào, nhưng mà chả có con gì để vào hết. Bây giờ mình phải quan trọng là phải để tiền hoặc là nâng cấp. À, 19 tiền, nếu mình thắng rau này mình sẽ được 20 tiền. 20 tiền thì khỏi. À, đúng không? 20 tiền là sẽ được lãi 2 tiền ở trong rau, tức là rau sau. Cho nên là mình chưa quyết định là không up, để mình lấy 20 tiền, để mình lấy 20 tiền sớm. Hai mươi tiền là mình hai hai rau là mình được 22 tiền mỗi rau rồi. Nếu mà thằng nào bây giờ mà nó chỉ có chưa có tích tiền được là nó thua mình 2 tiền mỗi rau đó, rõ ràng. Trừ mấy thằng mà có win trick thôi nha, chứ còn lose trick là thua. Dẹp. Ok, được 20 tiền là được hai lãi, hai tiền lời, 2 tiền lời mỗi rau, khá khá ngon. Lúc này rau thứ 9 nha, nếu mà tính rau thứ 9 vậy là mình, nếu mình được gì mình sẽ được 7 tiền. Đúng rồi, 27 tiền, thấy giờ 27 tiền vậy. Rau sau là 34 tiền, rau tới nữa là mình khoảng rau thứ 13 là mình được 50 tiền rồi đó. Rau thứ 13, 14 là mình được 50 tiền. Ở cái khoảng đó mà mình được 50 tiền là mình có thể có cái lợi thế rất là lớn nha, rất là lớn nếu mà mình so được. Tại đội hình này mình úp như vậy cũng phải là chưa chưa khỏi là khỏe lắm đâu, mà không biết sao mấy thằng này nó chắc là tụi nó chơi lose streak á, chắc là nó chơi chiến thuật chịu thua đó, chứ tụi nó giờ nó cũng tích tiền hơn dữ rồi đó, chứ không phải tệ đâu. Nếu mà cho của tụi nó có chiến thuật chịu thua là bây giờ nó nhiều tiền hơn mình. Mấy người đá này thì với bộ bộ này thì không không thành vấn đề. Mấy người đá này với bộ thôi, cái con bò cạp nó lóc được 3 con luôn. À, mà tại bộ này bộ giả thú nó tăng đam á, cho nên là mấy con quái này dẹp không có vé.
Bây giờ là mình nếu mà được bây giờ mình up level 6 thì cũng ngon, nhưng mà bây giờ ba được mua hai con này là up lên được 2 sao. Giống như phong sa yang xiao sa. Giờ có nên up 6 không ta? Bây giờ 6 tiền chắc là để 6 thời 6 thường thôi, chứ up 6 bây giờ thì hơi lỗ. 25 rau sau là được 30, mà mình up up cấp bây giờ thì rau sau mình chưa được 30 nha. Nếu mà rau sau giỏi lắm thì cũng được 27 28 tiền thôi. Vừa chưa không được, mình phải tính toán đàng hoàng. Chơi game không phải là cứ chiêu nhắm nhắm mấy con chết đâu, mà còn phải làm kinh tế cho thiệt tốt nữa. Không biết mấy bạn nào có học đại học chưa, chứ bạn nào học đại học mà có học về nguyên lý kế toán á, giống như mình học nguyên lý kế toán á, là ồ mấy cái tiền mình làm giỏi lắm. Hoặc là học gì quên là toán cao cao học gì đó, trời ơi đó, cái này là mình tính toán dữ lắm, yên tâm. Bây giờ là mình xài được 26 tiền là mình được 34 tiền ở rau này đúng không, 34 tiền ở rau này, 34 hoặc 33 tiền, 33 tiền, ok. Mình úp được một con động động đó, xịn, úp được con này luôn. Rau sau là mình sẽ để được một con Tutka này champion này vào nữa, là mình sẽ có 8 con, ở quên 6 con trên đội hình, nhưng mà có nhiều con 2 sao lắm nha, khoảng 4 con, 5 con rồi. Tính ra bây giờ mình có 5 con 2 sao rồi. Dữ. Nhưng mà mình không lấy người sói ra được, tại vì lấy người sói ra mất cái bộ giả thú của mình sao, cho nên mình không lấy. Chút nữa mình phải bán con God này đi, mình đã chơi bộ giả thú thì con God này nó không còn tác dụng nữa. Rồi nó không còn tác dụng nữa. Mày hả? Tôi thì đúng rồi. Ồ, được lắm, tốt lắm. Không, nhưng mà cái con này nó đánh lan á, như vậy cũng nguy hiểm á nha, chứ không phải không phải ít đâu, nhưng mà hên là mình còn con sói với mình còn con bò cạp nữa. Rồi, như vậy là mình thắng rồi. Ok. Được 1 tiền thắng, bây giờ là được 39 tiền. 39 tiền nha. Ôi 40 luôn hả? Được 40, mua hai con này luôn. Unicorn với lại con Warbus Sharp này luôn, mua hai con luôn để vào. Đó. Được. Vậy là mình có 5 con giả thú rồi. Bây giờ còn thiếu một con nữa là con gì ta? À con móng vuốt, cái con mà trong bộ rui 4 tiền, bộ rui đúng không? Được. 4 tiền thì mình phải up level 7 để mình có 10% ra con 4 tiền. Đúng chưa? À, thấy rồi à. Tính phải nhớ hết mấy cái móc đó nha, phải nhớ hết mấy cái móc đó mới quan trọng. Phải up level 7. Cái này là phải từ từ nha, mình 50 tiền là mình up cấp liền, up level 7. Ô, nhưng mà mình lại lên hạng nhất rồi. Đội hình này cũng ghê lắm á, không phải tệ đâu. Đội hình giả thú này nói chung là làm leo răng tạm ổn. Leo răng tạm ổn. Nếu mà bạn có một cái chút tính toán ở trong cái luật chơi của bạn thì khả năng bạn thắng cao, cao. Không phải là thắng mà nằm trong top 3 cao. Còn top 3 mà quyết định hạng 1, hạng 2, hạng 3 đó thì phải nhờ kinh nghiệm với lại cái chiến thuật. 43 tiền, rau sau nữa là có thể mua thượng tướng hải quân được. Tại vì bộ này xài thượng tướng hải quân được nha. Đó, có thể mua thượng tướng hải quân được, hai con rồng lừa không chơi. Hai con rồng lừa nhìn thì là thấy biết lừa rồi. Chắc chắn nó không, nhìn là thấy biết hai con rồng lừa không thèm. Sai lầm là mua hang rồng đó là sai lầm liền, thấy hai con ham là sai lầm liền. Không. Mình đó, đó đưa vô vậy cũng được, đưa vô vậy cũng khá ngon, tại vì con Swordman này nó không có không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà con thủ tướng hải quân này nó có CC, CC cứng nha. CC cứng, rất cứng luôn á. Đẩy cái thuyền ra là bị mất máu và tuôn, khá đau, khá đau. Cái thuyền đâu? Cái thuyền lẻ đi, đúng rồi. Vô ngay chỗ đông người, hay đấy. Dễ hẹo tao lắm, khó hẹo lắm em ơi. Hai con này á, tại cái con mà rui nè, nó có in tiêu là nó thả cho một con đó cái mầm cây, nó sẽ rút máu con đó và bơm máu vô đội hình mình đó. Ô ốc hả? Ốc nè, đi God Assassin đúng không? Mình tính toán hết rồi, mình truyền bá cái văn hóa gọi là God Assassin xong rồi mình vô mình đi cái bộ khắc đó, mình leo răng easy. 52 tiền đúng không? Có người sói, mua người sói nè. Xong rồi không được là mình phải lấy thượng tướng hải quân ra thôi. Tại vì thấy cái dáng rồi hơi hẹo. Chút nữa mình nâng lên được 2 thì mình sẽ đưa vào, còn không thì trời.
mà còn không mình bán con mẹ mày luôn, một sao hẹo thiệt luôn. Từ từ nha bạn, từ từ, bộ mình 97 máu nãy giờ mình cũng thắng nhiều, mình thua đúng một round thôi, thua thằng đó mà giờ thằng đó nó hẹo rồi, bây giờ còn mình với lại 97 tiền ở quên 97 máu, tài khoản chính của quý khách đã hết. Mobi có thể ứng ứng ngay. Dẹp mẹ mày đi. Xoay hay lắm, sói hai tốt. Được, không, được, hình này mấy con ra quái này mình nói rồi, không có cửa. Mấy ra quái không có cửa. Ồ, ngon. Được. Nâng cái này lên, để vô con sói cũng được. Werewolf cũng tốt. Chúc mừng mình up được con Tutka Champion lên 3 sao sớm thì là mình có cửa win cao. Tại con Tutka cái kill của nó khá là khó chịu. Đây rồi, con Razolor. Rồi The Saw, hai con, được. Trời ơi, một round ra tất cả những con mình đang cần luôn. Cái con giả thú cuối cùng với lại con hồi mana. Trời ơi, lên được 2 sao luôn, vô địch. Mua liền, để vô, lấy con này ra luôn. Tại bộ giả thú như vậy là nó ngon nhất. Bây giờ mình sẽ up 7 sớm. Rồi kìa, 7 sớm. Vậy để mình đưa những cái con còn lại vào. Tại vì bây giờ có con này thả gấu là nó xịn hơn hẳn liền. Không dám lấy con kiếm sư ra. Tại vì nó cái con đó mình để nó vào để lấy bộ ba warrior. Chút nữa mà con thượng tướng hải quân lên 2 sao thì mình mới dám thay thế con đó. Chứ còn bây giờ mà thay nó ra là một cái lựa chọn gọi là giảm giáp đồ hình mình thì hơi fail. Hơi cái gì dữ vậy, lừa bố mày chăng? Lừa bố đúng không? Rồi cái nữa nè, rồi sao? Ba con nhện. Căng căng bạn ơi, căng căng. Cái gì vậy ta? Bán con này đi, cái này vô. Đó, từ từ các bạn, từ từ, khoan, bình tĩnh. Mình đang gấp khóa nó lại một cái. Khoan, mình... bây giờ up cấp thì nó mất 50 tiền cho nên mình khóa nó lại một cái. Chết rồi, cái thằng này nó có sát thương phép dữ vậy. Mà thằng này là thằng nào? Bonezo này thằng sắp chết, 44 máu đúng không? Không, sát thương phép này được, không yên tâm, không sao, yên tâm, mình làm được. Sát thương phép mà không đi bộ gót là không nhầm nhò. Từ từ. Tại vì bây giờ mình còn thiếu đam, chút xíu nữa mình sốc đam nó chết, không chịu nổi. Ok, từ từ. Ôi, hàng hơi rối nha, nếu mình với cái đồ hình này đó được, ui 64 tiền mua hai con này hết 6 tiền thì nguy hiểm, chắc là phải sử dụng con này vô lại lấy 6 giả thú sau rồi. Bỏ con này thôi, bỏ con Lord of Sand thôi, tại Lord of Sand mình cũng lên 2 sao rồi. Bây giờ roi không có là bỏ nè, roi không có là bỏ nè, bắt buộc rồi, tại vì không có con nào trong đồ hình mà mình có thể bỏ được ngay lúc này. Thủ tướng Hải quân không bỏ nha, thủ tướng Hải quân chắc chắn là không bỏ. Thủ tướng quân là một con rất là quan trọng, nếu mà bạn muốn có sĩ đội hình mà có CC đi gặp mấy con mà sát thương phép hoặc là đam thì tốc độ đánh như này nè, có thượng tướng hải quân cực kỳ lợi luôn. Đẩy một cái thuyền đó là tuôn lại sóc sóc ốc liền, tuôn lại là bị chết liền. Cái con sâu này chưa có con hồi mana cho nên là nó đẻ còn hơi chậm, nhưng mà đội hình mình win, đội mình ngon. 6 giả thú round thứ 18 này tính ra cũng dữ đó, mà 2 sao không nha, 2 sao không nha, chứ không phải là dạng mà tầm thường. Này là thuộc dạng tầm cỡ rồi, không có tầm thường. Tút cho mấy anh hai con rồi, thêm một con nữa thôi. Được con hồi mana rồi, tiếp rồi nữa, đây rồi, tút champion rồi, Razulo 2 sao thì chưa up được 3 sao tại mình còn thiếu một con cầm gậy nữa. Cái con cầm gậy mà vô một cái là mình cho nó lên 3 sao luôn, vô địch. Đội hình được khỏe dữ đó nha, tính ra đội hình được khỏe lắm luôn á, không phải dạng thường đâu, đội hình khỏe đó. Đam bây giờ mạnh lắm, đam bây giờ tính ra mạnh lắm, mình có con 3 sao sớm như vậy là cũng không phải là dạng gọi là dễ dàng mà có đâu, cũng phải là nhân phẩm cao đó. Chơi một game bữa hổm nhân phẩm cao vậy mà giờ này nhân phẩm vẫn còn cao. Ghê. Vô địch đấy. Từ từ nha các bạn, mà này mình phải suy tính. Bây giờ mà
Tại giờ bây giờ là mình mất cái mốc 50 tiền, bây giờ mình có 53 tiền thôi. Yes. My god. Đã thiệt. Con ra solo lên 3 sao. Cái gì vậy ta? Tôi đang chơi cái gì vậy ta? Chơi cái game gì vậy? Chơi game gì vậy? Thấy mấy thằng này có một thằng đi god nè, một thằng đi shaman, một thằng đi băng xuyên, một thằng đi god, một thằng đi mage warrior. Được không không, mình không ngán thằng nào hết, mình không ngại thằng nào hết. Từ từ các bạn, có một thằng đi shaman như vậy là hai con shaman, là một con tôm shaman với một con trong bộ băng xuyên. Cái bộ đó là cần phải nguy hiểm, tại con tôm shaman cực kỳ ghê luôn. Nếu mà nó về lay mà nó úp được á thì mình phải tách đội hình ra, hoặc là mình xài tưởng tướng hải quân hoặc là tôm shaman xịn để đép nó. Từ từ các bạn, mọi thứ chưa có ngã ngủ, mình còn phải giải quyết nhiều vấn đề lắm. Từ đây tới cuối game còn phải giải quyết nhiều vấn đề lắm, cho nên là bây giờ chưa giống như là gáy sớm là ăn gì liền, nguy hiểm lắm. Bây giờ thượng tướng hải quân nãy giờ nó không cho mình bất cứ một con nào để mình up 2 hết, rất là nguy hiểm luôn. Bây giờ đội hình mình thì dư đam, thiếu cc, thiếu cc, nhưng mà có hồi máu, có mà hồi máu xịn, có hai hồi máu xịn luôn. Từ từ không sao hết, bình tĩnh. Có một thằng nó đi sudo này, nó cũng đi con sâu giống mình, nó còn 41 máu, không phải yếu, 41 máu là gọi là dữ đó. Nhưng mà con gấu của mình 3 sao như vậy nó tán đau quá. Ôi con gấu này nó tán kìa, trời ơi mày rồi, mỗi thằng một hit. Ôi đúng là mỗi thằng một hit luôn á. Nè con ốc lòi đầu lên thì chỉ cần một hit thôi là toàn toàn liền, trời ơi. Đã. Siren cũng tốt. Siren nếu mà chút nữa mình đi có bộ nào đó được, nhưng mà giờ không có chỗ để. Y già. Sửa sói unicorn 3 sao. Cái gì đó? Rồi con cái ra hai con vậy thì sao? Người sói bây giờ là 2 với 3 sao không? 7 con trên đội hình là toàn 2 với 3 sao không, mà có tới là một con rui nữa, là con này có thể lên 3 sao bất cứ lúc nào, nếu mình tìm thêm được hai mảnh nữa là xong. Tất cả mọi thứ chấm dứt. Con sâu này mình có hai con sâu nhỏ ở ngoài nữa, là chút nữa mình có thể úp được con sâu nhỏ này, con sâu này thành nhỏ thành con sâu lớn, là con sâu 2 sao. Hai con sâu 2 sao mà cộng với hồi mana thì thôi. Trở về với cát bụi luôn. Mà đúng là bọn này bắt đầu rút máu tụi này nha. Thằng nào bây giờ đánh với mình nè, đó rút máu 9 máu không, toàn là 9 con vậy, rút cực kỳ nhiều luôn, 9 con ít nhất là phải 18 máu. Rồi hình mình mà 9 con ít rút 18 máu. Đó bây giờ là thêm con mana vô là chính xác luôn nè. Tại vì thượng tướng hải quân chưa có úp được 2 sao, mình đang rất là phân vân. Nếu mà bây giờ nãy giờ úp 2 sao là mình không phải cho con hồi mana vào đâu, hoặc là cho con người cây vào đâu, cầm cái búa là không phải đâu, cho thượng tướng hải quân vô là cái chắc rồi đó. Nhưng mà nãy giờ nó không ra thì cơ hồ là nó không cho mình thượng tướng hải quân rồi. Mình nãy giờ mà nó không ra một con nào là mình thấy nó cơ hồ là nó không cho mình chơi con này rồi. Cho nên là mình đừng nên cố gắng đâu, game cho sao chơi vậy, mình nói rất là nhiều lần ở trên cái video của mình rồi. Cho nên là các bạn cứ bình tĩnh, nó không cho thì kệ con mẹ nó, cứ để đó từ từ rồi tính. Nếu mà nó lên thì bỏ vào, còn không dẹp để con khác vô. Bà nhiều con lắm cho nên là không phải ngộ. Ôi thằng Mod Wizzo thu mình 13 con. Cái gì vậy? Người ta có 10 cấp thôi mà thu 13 con. Cay đắng. Thu 13 con đó ít nhất cũng phải 22 máu. Ôi ôi. Cái gì vậy? Tự nhiên hội chí của mình bị hủ. Đồ bố mày chắc. Sâu. Chắc chết quá. Cái gì dữ vậy? Sâu, hai con sâu rồi. Giờ úp chính để sau vô không ta? Nếu mà úp chính để sau vô thì ác chứ, tụi này quá thiệt luôn á. Nó đẻ kiểu đó rút máu sao tụi nó chịu nổi. Bây giờ mình 50 tiền mà úp chính rồi để con sâu vô, tụi này đâu có chịu nổi. Thôi ác chứ nó quá. Thật luôn, úp sâu giờ nó bắn thôi nha, con sâu mẹ bắn thôi đã chết, con sâu con bắn còn ghê hơn nữa. Không ổn. Ôi, thằng này nó thua mình như vậy nè, trời ơi, sudo nó thua mình 12 con. Là 20 máu là ít đó.
ôi, cái gì vậy trời, một con sâu mẹ đẻ 4 sâu con, ôi kinh quá. Ô, Dark Spirit, lấy luôn, lấy luôn. Nghe bộ thú vị đó, nhưng mà tao đến top 9, tao quyết định tàn ác với tụi bay rồi sao đây. Ô, cái thằng nhì bản nó còn có 39 máu à. What the hell, cái bộ này nó kéo máu rồi này, kinh vậy. Cái bộ giả thú là bộ kéo máu kinh khủng khiếp nhất luôn á. Mà mình không ngờ là nó kéo máu nhanh tới mức vậy luôn á. Thằng nhì bản mà nãy giờ mình thấy nó, giờ nó còn có 39 máu à. Ôi trời. Thấy bắt đầu đau đầu luôn rồi đó nha. Cái bộ hởm nó đau đầu rồi, cái bộ này còn đau đầu hơn nữa. Bộ hởm là mình chơi theo kiểu nhân phẩm thôi, bộ này mà này còn ghê hơn nữa. Cái gì mà hướng nghiệp xấu giả thú xong rồi còn làm cho một đống con như vậy là chết rồi. Làm sao đây, không ổn rồi các bạn ơi. Nguy hiểm quá. Rồi cái này mình úp chính là tàn nhẫn lắm. Rồi mình là sống con người sống nội tâm lắm, mình không thích tàn nhẫn với người khác vậy đâu. Đùa chứ, tàn nhẫn thôi, đời đưa thì mình đẩy thôi bạn ơi, đừng có ngại, thoải mái em ơi, chơi. Sao sao là 322 kinh nghiệm đúng không, úp cấp luôn, úp chính luôn, để con Dark Spirit vào nó mới gọi là tra tấn. Chứ còn mà thể loại mà để con sâu vào, ô thường. Con Dark Spirit này mà lên 2 sao thôi vô địch. Ghê mấy hồn. Ghê mấy hồn luôn. Ô trời ơi, thôi xong rồi. Thằng này không có vé nào rồi, toang. Nó đi bộ băng xuyên mà thấy ném không có xíu nào, gọi là vô ram vậy là chết rồi, thằng nào sẽ đi đây. Ô Hôm nay thôi là một cái còn có 8 máu luôn, 11 con, 20 máu là ít. Ôi trời. Đắc biệt rệt vào, đúng rồi. Giờ úp sâu 3 rồi sao? Thí dụ úp sâu 3 rồi như thế nào, bạn thấy có sâu 3 chưa? Mình là mình thấy rồi đó. Sâu 3 nó đẻ con nhưng mà nó một con thì nó đẻ ít đó. Trời, ghê quá. Ui thằng Charis này còn có 25 máu à. Khó quá tụi này rồi bộ. Bây giờ mình mạnh quá rồi, mình còn có thêm con Dark Spirit này nữa thì sao tụi nó chịu nổi. Nè đầy mana cái làm cái khập. Rồi bắt đầu rút máu cái thời gian. Trời ơi thôi xong rồi. Mod Wisto đi 14 thằng đầu. Ui thằng kia đi luôn, chết rồi. Vậy là cái round này là round cuối chăng? Chết rồi, rồi hết tiền các bạn ơi. Rồi hết tiền các bạn ơi. Trời ơi thôi xong rồi. Con này cũng khỏe nè. Mà giờ đeo thầm lấy làm gì giờ mà đòi hình. Ui Lord of Sand. Con nữa đi cho lên 3 sao luôn. Siren cũng được. Bán mẹ mình luôn, lấy con này luôn. Xong, cuộc chơi chấm dứt. Mà tính ra mình có đây có 5 con 3 sao. Ồ, cũng ghê đó. Thủ tướng Hải Quân mày thấy không? Nãy mình biết rồi, lúc nãy là nó có cho mình cái điểm là nó không ra con Thủ tướng Hải Quân nữa rồi. 25 máu này có đi luôn không? 25 máu này có đi luôn không? Fail luôn. 25 máu toang liền luôn. Lại chú con còn lứa tuổi học sinh. Sợ thật sự luôn. 25 máu toang liền, phụp, chết liền. Thôi xong rồi bạn ơi. Ôi. Ai chưa mới đang xem video thì nhớ để lại cho mình một like. Ai chưa đăng ký thì nhớ bấm nút đăng ký, nhớ bấm nút chuông kế bên nút đăng ký để nhận video sớm nhất. Mình có để link down bên dưới, bạn nào chưa down video thì nhớ quên, chưa down game này thì để kéo xuống bên dưới, mình đã để link bên dưới rồi. Chào bạn. Hey,